Cà phê Việt Nam đứng hàng thứ 6 tại Hoa Kỳ tin tổng hợp. Theo nghiên cứu mới đây của Liên đoàn các nhà sản xuất cà phê Colombia, cà phê Việt Nam xếp hạng thứ 6 tại Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới. Colombia tiếp tục là quốc gia sản xuất cà phê được nhiều người tiêu dùng ở Hoa Kỳ thừa nhận rộng rãi nhất với 85%, tiếp theo là Brazil, Costa Rica, Kenya và Việt Nam. Cà phê cũng là loại đồ uống thông dụng nhất tại Hoa Kỳ khi có tới 61% người dân nước này tiêu thụ hàng ngày, vượt trên cả nước lọc thông thường, trà hay đồ uống có gas. Sau một vài năm sụt giảm sản lượng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đổi mới hệ thống sản xuất, Colombia đã khôi phục và tăng dần sản lượng cà phê trong hai mùa gần đây. Sản lượng cà phê Việt Nam dự đoán trong năm 2015 sẽ tiếp tục tăng, giá cả chỉ tăng nhẹ. Trị giá xuất cảng năm 2015 sẽ lên trên 3 tỷ Mỹ Kim. Cà phê được người Pháp mang tới Việt Nam từ thế kỷ thứ 19 và trồng cây sản xuất cà phê xay sẵn đã bắt đầu từ năm 1950. Các hãng cà phê đắt tiền thường mua hạt cà phê Arabica, trong khi Việt Nam trồng loại hạt Robusta cứng hơn. Với những tiến bộ được áp dụng trong chế biến, cà phê Robusta ngày càng được các nhà chế biến trên thế giới ưa chuộng vì góp phần giảm giá thành các sản phẩm cà phê hòa tan. Vì vậy, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng nhu cầu về cà phê Robusta sẽ tiếp tục tăng từ 2 cho tới 3% một năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng đều đặn thì ngành cà phê Việt Nam cần phải sớm có biện pháp thay đổi tình trạng chất lượng cà phê không ổn định, kỹ thuật thu hoạch và bảo quản lạc hậu. Đặc biệt là việc Việt Nam chưa xây dựng được những thương hiệu mạnh gắn liền với vị trí của sản phẩm trên thị trường quốc tế đã khiến cho ngành cà phê Việt Nam chịu không ít thiệt thòi.